Đây là dàn siêu xe của chị Đại Nguyễn Phương Hằng. Chiếc xe đầu tiên màu trắng là hiệu Bentley, trị giá 40 tỷ đồng. Và chiếc xe thứ hai hiệu Rolls Royce màu hồng, trị giá 40 tỷ đồng. Và chiếc xe thứ ba là hiệu Michelin của nước Ý, trị giá 60 tỷ đồng. Tổng cộng lại 3 chiếc xe siêu xe của chị Đại Nguyễn Phương Hằng, 140 tỷ đồng. Wow! Và 3 chiếc siêu xe này đang đậu ở trong khu nghỉ dưỡng của Đại Nam. 3 chiếc 3 màu nha các bạn. Chiếc đầu tiên là chiếc Bentley màu trắng, chiếc thứ hai là chiếc Rolls Royce màu hồng, và chiếc thứ ba là chiếc Muscle của Ý màu vàng đồng. Đây. Đấy, đây là chị Đại đây. Đó. Đây là một cái khu nghỉ dưỡng của chị Đại. Rất là đẹp, có hồ bơi đằng trước và đằng sau luôn nha các bạn. Đó, có hồ bơi. Và chị Đại đang live stream. Alo. Chị Đại Nguyễn Phương Hằng đang giới thiệu căn nhà ở trong khu Đại Nam. Sống của người có tuổi. Mà tôi thì chưa chịu có tuổi đâu, cho nên tôi còn tung tăng dữ lắm. Quý vị thấy không, một cái khu vực như thế này là một cái nơi mà để đột nhập vào được nơi đây ít nhất phải qua được mấy trăm bảo vệ ngày xưa. Bây giờ thì còn có mấy chục bảo vệ thôi. Cho nên là cũng giới thiệu quý vị luôn là tôi đang ở ngay cái chỗ nhà của tôi. Đây là cái căn nhà riêng của tôi. Thế đây là những cái xe mà tôi đi hàng ngày. Tôi đậu trong cái khu vực của tôi. Quý vị thấy không, rất là đẹp, rất là nên thơ, rất là sang. Gọi là sân vườn, đúng nghĩa luôn của cái sân vườn. Thậm chí là những cái resort mà chúng ta đi du lịch đó, thì cũng chỉ có thể là hết mất được quý vị. Những cái nơi 5 sao, 4 sao thì du lịch cỡ nào thì nó cũng chỉ có tới vậy thôi, chứ nó cũng không thể nào vượt hơn nữa. Đây là hồ bơi trẻ em, là hồ bơi người lớn. Tôi ở một cái nơi rất là an toàn, rất là kín đáo. Và đặc biệt đó là tôi là một cái người yêu thiên nhiên, rồi thích làm đẹp, cho nên cái nơi này rất là đẹp. Có dịp nào đó thì biết đâu chúng ta lại hội ngộ một cái nơi này. Thì hôm nay là ngày rằm, thì cái ngày rằm đó là cái ngày mà rất là quan trọng đối với vợ chồng tôi, là bởi vì ngày 14, 15, 30, mùng 1 thì anh Dũng anh ăn chay. Xin các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh của Lộc Nguyễn Đẹp Trai, chưa có đủ duyên, để Lộc lấy nó làm một động lực tiếp tục làm những video về sau phục vụ cho Đại Gia Đình Chính Nghĩa trên kênh YouTube của Lộc Nguyễn Đẹp Trai. Nếu vô tình xem xong video thì nhớ thích cho Lộc một cái đăng ký nhé. Thank you. Nhiều năm tôi có những cái bài học rút ra kinh nghiệm, thì tôi sẽ có một chủ đề rất là hay tặng cho quý vị, để cho quý vị và tất cả chúng ta có những cái thời gian nghỉ ngơi, để chúng ta không phải lo lắng dịch Covid nó đang bùng phát khắp nơi nha quý vị. Cho tôi trả lại cái việc